Mexico đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân. Chính phủ Mexico đã khánh thành trung tâm phân phối dược phẩm quốc gia có quy mô lớn nhất trên thế giới, kết nối với toàn bộ hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước. Trung tâm sẽ đưa các sản phẩm y tế hoàn toàn miễn phí tới tay người bệnh trong thời gian tối đa là 48 giờ, bất kể tới địa điểm nào trên cả nước. Nhà chức trách Mexico cho biết là việc cung cấp miễn phí dược phẩm không chỉ đảm bảo sức khỏe hiện tại của người dân mà còn đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của các thế hệ tiếp theo. Trong năm 2024, chính phủ nước này sẽ chi hơn 13 tỷ đô la Mỹ để mua gần 2.000 loại thuốc khác nhau, trong đó có nhiều loại thuốc nhập khẩu từ các quốc gia có nền công nghiệp dược phẩm nổi tiếng như là Mỹ, Đức, Pháp, v.v.